Minasan konbanwa. Rồi chào các bạn. Nào chúng mình sẽ bắt đầu luôn nha, đúng không? Có những bạn vào sớm rồi không để các bạn phí bất kỳ giây phút nào, đúng không? Chúng ta sẽ khởi động một chút, đó là với phần gì đấy? Phần kanji, đúng không ạ? Amerika ryoko no omiyage de nani nani shita hankachi o nakute shimatta. Đúng không ạ? Đó, các bạn nhìn cho xem chữ này nhá. Comment comment đáp án xem nào. Rồi chào bạn Quỳnh Sang. Sao comment các bạn nó cứ thành hiện lên thành hai cái nhỉ? Ví dụ mình thấy các bạn chỉ comment, chắc là các bạn chỉ comment một lần thôi ấy, mà nó hiện lên trên cái máy của sensei tận thấy hai sensei konbanwa luôn. Rồi, quang rất là nhanh, có một chọn một. Quang này là quang nào ta? Nhiều quang quá, nhìn nó không biết quang nào là quang mà cô đã biết thì quang nào là quang lạ, quang nào là quang quen, đúng không ạ? Rồi đó, cái chữ này của chúng mình nó sẽ là chúng ta sẽ để ý một vài cái chữ rất là giống giống na ná nhau như này chẳng hạn. Các bạn nhìn thấy không ạ? Đấy, ví dụ đây, cái chữ này sẽ trong ở chắc là cái mình đã đánh mất cái khăn tay mà mình đã mua, đúng không? Là cái quà tặng trong chuyến đi du lịch ở châu Mỹ, đúng không ạ? Đó thì đương nhiên rồi, vì là mình mua mà. Nhìn thấy chưa? Nên sẽ có bộ bối đằng trước liên quan đến tiền nong, đúng không? Có tiền thì mới mua được, đúng không ạ? Đó thì ok là sẽ là chữ này luôn, đúng không? Mình đang nói về chữ Hán nữa nhá. Còn chữ này ý, đúng không? Thì nó có bộ giống nhau ấy nhỉ? Nhưng mà thay bộ bối chúng mình sẽ có bộ ngôn. Bộ ngôn này nói và chữ này không phải là chữ cấu, nó là chữ giảng trong từ cô ghi, cũng là cô nha, nhưng mà cô ghi. Còn chữ này này đúng không, có bộ thủy này, chắc là nó là liên quan nước đấy. Đúng rồi, nó chính là từ mijo, là cái mương, cái rãnh ấy, đúng không? Còn chữ này là chữ cấu trong kết cấu này, nhìn thấy chưa, cấu tạo này, cái cô des, đúng không, chính xác, đúng không? Nên đáp án còn trong trường hợp này chúng mình đang đọc cái chữ Hán này thôi. Hai quang là một ạ. Ơ thế hả? Rồi nên câu này đáp án của chúng mình chính là cô niu nhá, mua hàng mua đồ cái thứ chẳng hạn ấy, đúng không? Đó chính xác sẽ là cô niu shita, đúng không? Rồi bay không phải nhá, thì cũng có chữ mại đấy chẳng hạn cơ, đúng không? Đấy mi niu hay là cô niu không đúng nha, mà đây phải cô có trường âm, đúng không ạ? Rồi chúng mình sang với câu số 2 nào. Nào comment cho câu số 2 cho sensei nha các bạn ơi. Hong no nani nani wa dore ni suru ka nayandemasu. Đúng không? Nào chúng ta xem cái từ này là gì đây nhỉ? Đó, không chỉ nhìn chữ Hán, đọc là một chuyện đúng không? Chúng mình cố gắng học hiểu có nghĩa của nó, đặt trong ngữ cảnh cây để, ngữ cảnh của câu để có thể ghi nhớ luôn nhé. Nào ok, chúng mình sang với từ số 2. Câu 2 các bạn đã chọn mấy đây? Ừ, Huy đang chọn 4 đúng không ạ? Các bạn đang chọn 3. Ờ, xem nào. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi comment đúng không ạ? Rồi, ok, đó, chính xác, nhìn chữ 4 cũng giống giống này, mình chọn 4 đi, nó giống giống này. Hiyo trong từ hapio dưới chẳng hạn này, đúng không, hiyo men này, đúng không, như này nó là hiyo nha. Nó to lên một tí là nó khác rồi, như kiểu bioin và bioin khác nhau, đúng không. Đấy, nên chỗ này bạn nào mà lướt nhanh một cái là chúng ta nhìn là sẽ bị nhầm nhá. Đáp án đây sẽ phải từ hiyoji, có nghĩa là gì các bạn nào biết không, comment sensei nữa xem nào. Và gì cả câu nữa, những bạn nào mà chọn đáp án đúng rồi, ok thì mình làm thêm một bước nữa là nhớ về nghĩa của nó đấy nha các bạn nha. Rồi ok, câu 2 số 3 nào, vậy nghĩa là gì các bạn ơi, các bạn đã comment cho sensei rồi thì đoán nghĩa của nó xem nào. Hôm no hiyoshi, đúng không, hiyoshi o dore ni suru ka nayandemasu. Đấy mà không chỉ đọc cái chữ Hán này đâu mà đọc thêm chữ Hán đây nữa, đúng không, nayandemasu, chữ não. Não này là kiểu phiền não ấy, nếu chúng ta có bộ tâm ở phía trước đó, đúng không. Rồi, Hiyoshi, có biết từ này là gì không? Chưa thấy các comment của bạn đâu nhỉ? Rồi, từ này nó mang nghĩa là loại dịch bìa sách đi. Bìa sách mình chọn cái nào nhỉ? Đấy, khi mình viết một cuốn sách chẳng hạn ấy, mình đưa ra rất nhiều những cái gợi ý về những cái bìa, đúng không? Chọn bìa nào đây ta, đúng không? Đấy, chọn cái bìa nào trong số bìa này, lấy cái bìa nào để chọn đây, đúng không? Đồ đây ní sơ cả, chọn cái nào đây ta, đang rất là phân vân này. Đúng, thì nó sẽ là từ Hiyoshi, chính xác. Và đừng nhầm với Hiyoshi, hiểu chưa ạ? Chúng mình sang với câu số 3 của phần kanji nào. Chúng ta khởi động nhanh một chút với phần kanji, phần từ vựng. Và sau đấy mình sẽ đến với phần đọc hiểu các bạn nhé. Rồi, ok. Câu số 3, mình đang nhận được phương án số 3 và số 4 đúng không? Huy, ở đâu? Vừa thấy các bạn nào comment 3 mà, đâu mất tiêu rồi. Đấy, các bạn còn 1 nữa, nhiều đáp án thế. Đúng không? Ê, rồi, xin yêu say no, Matsumoto san wa totemo nani nani hito desu, đúng không? Đấy, và Mai Lan sensei wa totemo nani nani sensei desu. Đấy, mình thay vào câu này đi nhỉ? Đúng không? Ơ, thì sao nhiều bạn chọn câu này? Phước ơi, chọn số 1, Sabishi, là một người rất là buồn. Đấy, nghe nhìn được ok, nhưng mà buồn đến kể cô tịch. Khi mà, ví dụ như ngày Valentine mà người ta đi chơi với người yêu, mình ngồi nhà buồn chán cô đơn. Chữ tịch trong cô tịch ấy thì nó mới là Sabishi chứ,
Đúng không ạ? À? Đấy sao nhầm từ này nhờ? Ừ, sao chú ý rằng Hageshi thực ra là chữ kích các bạn nhá, trong nghĩa là kiểu kích động ấy, kích thích chẳng hạn ấy, đúng không? Còn đứng riêng một mình sẽ đọc từ này là Hageshi, nó có nghĩa là mạnh, rồi thì như kiểu mưa rào, vận động mạnh các thứ chẳng hạn, khắc nghiệt nhá. Shitashi, trời ơi, giá như có chữ Hán đúng không? Chữ này chữ thân này, đúng không? Đấy thì nó mang nghĩa là thân thiết các bạn nhá. Thì trong trường này sẽ là Yasashi, chữ này có hai nghĩa nhá. Ồ, thứ nhất nó là đây là trong trường hợp chữ ưu thì nó là cái sự dịu dàng, hiền dịu, đúng không ạ? Còn nếu nó là chữ dị mà nghĩa là đơn giản, nó bằng cái can tan chẳng hạn ấy, đúng không? Thì trong trường hợp này đáp án sẽ là số 4 các bạn nha. Thứ bảy thường thường sẽ xe lai là ba mà. Chào cô này, lai là ba. Ư bạn ạ, cứ thử xem mang tên không nhá. Rồi chúng mình sang với câu số 4 nè. Nó sẽ chuyển đổi một chút, đúng không? Lúc nãy là mình có chữ kanji rồi mình đọc sang hiragana, đúng không? Đó thì bây giờ ngược lại có hiragana, đúng không? Mình sẽ đọc nó về kanji xem sao nào. Mình sẽ tìm ra chữ kanji tương ứng với nó nhé. Câu tiếp theo. Ừ, bạn Tiến Sang ơi, giúp em xem comment của số tự ở câu để mình biết là bạn đang chọn cho câu nào nha. Nó bị trôi đi thì mình lại nhìn nhầm của câu khác chẳng hạn ấy, đúng không? Đúng rồi, Koji Gamble, đúng không? Đấy, mình đọc câu lên. Vậy thực ra cái môn đai số 2 ấy, đúng không? Trong cả N3 và N2 thì mình rất muốn các bạn bớt chút thời gian đọc cái ngữ cảnh của câu lên. Bởi vì có những từ cứ giống giống na ná nhau. Để hôm nay mình lên một list những cái từ mà cứ giống giống na ná nhau về cách đọc ấy, đúng không? Nhưng mà đặt trong ngữ cảnh khác nhau thì cái chữ Hán lại dùng khác nhau. Ví dụ yaburi đúng không? Đấy có thể là bị đánh bại, cũng có thể là bị rách, đúng không? Đấy còn những từ rất nhiều những từ khác nữa chẳng hạn ấy, đúng không? Thì chúng ta phải lưu ý nhá, như yobu đi. Đúng không? Thì yondemasu thì có thể là yobimasu, có thể là yomimasu, đúng không? Là đọc hoặc là gọi khi nó chia sang yonde, đúng không ạ? Thì đây chúng ta tùy ngữ cảnh nha. Thì trong trường hợp này genba là hiện trường ở Mân Việt luôn đấy, đúng không? Hiện trường hoặc là cái công trường, tại cái công trường đấy chẳng hạn ấy, từ sáng đến tối là làm suốt rồi. Cái công trường cái địa điểm đấy điện được, đúng không? Đang thi công nhá. Rồi chào bạn Tân Việt Sàng đứng đây từ chiều ạ. À. Cô chào em từ sáng. Rồi, đáp án chính xác sẽ là đáp án số 4, genba chọn luôn. Đó, cái chữ này thì lẽ ra trong nhiều phần có thể đọc là jo các thứ chẳng hạn ấy, có nhiều cách đọc đúng không? Nhưng đi với hiện trường nó đọc là game bar. Gachiki câu số 5 nào. Honni no nani nani shoume suru modo motte kite kudasai. Nào, chúng ta sẽ comment câu số 5 lên sensei nhá. Hai minasan konbanwa. Rồi chào các bạn, chúng mình đang khởi động với phần từ vựng đúng không? Với phần kanji trước này xong đến với phần từ vựng và đặc biệt sau đó là chúng mình sẽ đến với một phần nữa đó phần đọc hiệu nhá. Rồi câu số 5, tiếp tục chúng mình có cụm từ shome, mi bưng shome sộ chẳng hạn, chứng minh thư đấy thì phải là chứng minh đúng không? Nhưng mà chúng ta đôi khi nhanh một chút chẳng hạn, ở từ này ta có nghĩa này, chọn luôn nhiều là xét chữ mề đúng không? Đó rồi gì đấy, xét cũng là xét chữ gì đấy chẳng hạn, nhưng không phải nhá. Đáp án chính xác là số mấy đấy, Duy vừa nói xong, mình vừa nói bạn Duy Xuân Lâm nữa này, vì xét chữ mề hợp lý quá, cái từ này có nghĩa nhưng mà nó không đọc là shome đúng không ạ? Đấy cũng lừa được nhiều bạn phết nhở. Auto đâm bố đấy, đôi khi đi thi là thấy khoanh khoanh nhiều D hay nhiều 4 quá, thấy phong thủy nó không đẹp lắm. Mình quyết định đổi câu này sang đáp án 1, 2, 3 nữa chẳng hạn đi đúng không? Kệ nó nhá, cứ đáp án đúng mình chọn, chứ không phải là do phong thủy hay là do hôm nay mình quyết tâm đi theo đường rích rắc hay là đường thẳng hay là thế nào đúng không? Kệ nó, đúng không? Biết đâu mình cho hết 4 thì sao nhờ. Rồi Phương Quỳnh chọn một Đồng Linh, Xuân Lâm, Hữu Duy, bốn bạn vừa rồi trên xe đọc rất to. Vâng ạ, chào các bạn, đúng không? Và các bạn cùng nhau rất là đạo, hôm nay có đồng đội rồi. Đúng không? Lên sực chứ mê, chứ không phải là xô mê. Và em mang cái gì để chứng minh thân phận đi nhá, đúng không? Chứng minh là chính chủ nhá, hông ninh ngộ xô mê. Trong từ mi bưng xô mê sổ, đúng không? Chứng minh thư đó, đúng không? Đáp án của chúng mình phải là số 4. Lược nhiều bạn phép nhở? Ra đạo rồi, không sao, tí nữa sẽ có thuyền để về bờ nhá. Rồi nào, ok, chúng mình sẽ bỏ qua phần kanji khởi động đi. Bây giờ chúng mình đến phần gôi, đúng không? Về phần từ vựng xem nào. Đấy, phần này thì kéo nhau về để bờ nhá. Jemuryoko no zumbi de tsukareta no de sukoshi nani nani natte yasunda. Ushiro suwari ne yoko, đúng không ạ? Nào, comment nào, đến phần này rồi, mọi người nhìn thấy màn hình của sensei chưa? Sao của mình nó cứ hiện ra chỉ có mỗi cái này ta? Đó, câu 1 có bạn chọn 2, có bạn chọn 4 rồi. Hay lắm. Đúng rồi, mệt thì phải ngồi, đúng không? Đó, nghe hợp lý thế. Sao không ngủ nữa đi, đúng không? Mệt cũng phải ngủ chứ nhở, đúng không? Mệt phải chuẩn bị cho cái chuyến du lịch ấy chẳng hạn ấy, đúng không? Mệt thì có thể ngồi, có thể ngủ, có thể ra lui về phía sau để nghỉ ngơi. Cũng hợp lý, đúng không? Chứ chuyện ngang ngang là thế nào? Nhở?
Rất nhiều bạn chọn hai nhờ, đúng không? Có Thúy Sàng này, đúng không? Có mình đọc tên một số bạn chọn hai nhá. Đâu rồi ta? Có bạn Loan Võ này, có bạn Thúy Sàng này, bạn Xuân Lâm này, bạn Thu Thủy này, bạn Văn Long này, bạn Ngọc Tiến này. Thấy chưa? Thứ nhất trong cái câu này nó là futsuke, nó là cách viết ngắn gọn thôi. Thì chúng mình mà nó có phải tôn kính ngữ đâu, nó tôn ngữ thậm chí còn ô sử wa đi ní nà đi mát cơ. Đúng không? Mà thậm chí cái từ đấy nó ngồi của okake kudasai cơ, chứ chả ai dùng từ sử wa đi ní nà đi mát cả. Đúng không bạn? Sao nhiều bạn chọn hai thế? Sao nhiều bạn chọn hai thế? Đúng không? Đấy, trong câu này đáp án phải là gì các bạn ơi? Đó, thấy chưa ạ? Lại có thể học thêm được những kiến thức mới rồi đây này. Phước Giang nữa, đó vừa thoát ra vào cái comment mới Phước này. Đâu đâu đúng không? Rất nhiều bạn chọn hai. Nếu hai thì là trong nghĩa nào? Ngồi thì chỉ squat tê thôi. Sukoshi squat tê nhà sân đà. Đúng không? Đấy còn định mệnh trang sẽ kính ngữ à? Thì ồ sư quan ý nào đi mát, nhưng không, ngồi cái kính ngữ của nó là kakemasu cơ. Đúng không ạ? Ra đảo nhá, kéo nhau ra đảo và chúng ta đất từ nào không ạ? À? Số 4, yoko ni naru. Yoko của mình ý, yoko nó là chữ hoành, hoành là trục tung trục hoành, còn yoko và tate còn nhớ không ạ? À? Tate là thẳng là đứng, đúng không? Yoko là ngang, đúng không? Và này là mình tự nhiên người đang đứng thẳng này, mình ngang người mình ra, tức là mình nằm xuống đấy, đúng không? Bằng như kiểu bằng nằm xuống ấy, nằm xuống để nghỉ ngơi ấy, nên đáp án phải là số 4 nhá. Không được ngồi thôi, quay xe nằm vậy. Đúng ạ, mệt lắm rồi, chỗ này là mệt lắm rồi, không ngồi nhá. Nói vậy thôi chứ thực ra ngồi chỗ này chia sai và không đúng thôi đấy. Chứ không phải là không được ngồi hay là mệt đến mức nào mất phải nằm chứ không ngồi nhá. Đó, đáp án chính xác của chúng mình trong câu số 1 nhá. Comment lại xem xe, đúng không? Bắt đầu từ câu số 1 cho nó nhẹ nhàng, đúng không? Đáp án chính xác sẽ phải là số mấy? Số 4, nhớ chưa? Như có một vài từ chữ qua, qua đi na độ chẳng hạn ấy, đúng không? Nếu qua là mình là cái vòng, đúng không? Nhưng mà qua đi ra được lại là xếp thành vòng tròn đó, kiểu thế nhá. Chúng ta sẽ học thêm một số những cái cụm từ như vậy nha. Rồi trước khi tôi bỏ qua câu này, chúng ta đến với câu khác xem nào. Tabe owatta ryori no osara o te ni nani nani moratta. Tiếp theo nào, các bạn nhìn thấy màn hình chưa, đúng không? Comment tích cực lên nào. Sao chân chưa nhìn thấy comment các bạn ta, nó bị ẩn đâu rồi ta? Sao vẫn chưa thấy nhỉ? Mọi người ơi, mọi người có nhìn thấy sensei không? Có nghe tiếng sensei không? Đồng bào, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ok. Đấy, có Quang Huy comment rất nhanh này. Số 3, chắc là này đã về chưa? Lúc đấy, đúng không Huy không nhở? Đúng rồi, comment nhiều câu vừa rồi. Sensei gọi tên bạn nhiều phết, đúng không? Đấy, gọi tên bạn để gọi đi ra đảo. Còn bây giờ thì sao? Đó, nào, comment nào mọi người ơi. Ừ rồi, tiến sang Konbanwa. Rồi, chào các bạn. N3 xin xe live nào thì theo lịch thì khoảng gần duy trì khoảng 2 tháng nay rồi, xin xe đều live N3 vào thứ bảy nhá. Thì sắp tới nếu mà có lịch cụ thể, nếu có thay đổi thì xin xe báo sau, và hiện tại mình đang cố định live stream N3 vào thứ bảy. Và trong tuần sau thì mình sẽ có những buổi khác nữa, cô sẽ bố trí thêm nhân sự nữa, đúng không, để có thể đồng hành với các bạn nhiều hơn vào thứ tư đó chẳng hạn nhá. Thì đấy, có lịch livestream các bạn nhớ theo dõi fanpage của cô C này, đúng không, hoặc fanpage của Mai Lan Sensei, đúng không, đấy của Mai Lan Sensei, cô C Nyong'o chẳng hạn, để có thể cập nhật thêm được những cái phần kiến thức, đúng không, cập nhật thêm những cái lịch livestream để cùng đồng hành với nhau ạ. Rồi, ok, quay trở lại với câu này xem nào. Có bạn Linh chọn 4. Ôi tê là sao? Đúng không? Tức là để đặt đà, đúng không? Đặt cái đĩa ngay hợp lý nhờ. Nhưng mà không ạ, những cái đĩa thức ăn mà mình ăn xong rồi thì sẽ được những cái bạn nhân viên bạn ấy cất xuống, đúng không? Sake bình thường của mình là mình hạ cái gì xuống, mình nâng cái gì lên. À ghê đự và xà ghê đự. Thì trong trường hợp này nó có nghĩa xà ghê đự đây nó là gì đấy? Mang xuống, đúng không? Dọn xuống. Đó, chúng ta phải dùng nghĩa khác này một chút nhá. Đấy, đôi khi là hạ chiếu chỉ rồi cho phép cái gì đó, rất nhiều nghĩa để sử dụng với từ xà ghê đự này. Đúng không? Chăm có nghĩa đấy. Còn trong ngữ cảnh này mình dùng là gì? Dọn xuống, cho lùi xuống, mang những cái bát đĩa đi xuống, đúng không? Rồi, chính xác thì đáp án ở đây chính là số 3, chuẩn xác. Rồi, chào Trâm Sàng, rồi chào các bạn. Ok, chúng mình đến với câu số 3 nhá. Hiya no soji o shite tara, koukou shidai no nani nani album ga dete kita. Câu này khó này. Sao câu này khó không ta? Dịch nhanh, comment nhanh, đúng không? Đấy, ăn nhau ở chỗ đấy nữa, đúng không? Chúng ta không chỉ là nói về cái việc là chúng ta chọn biết từ vựng này, vận dụng trong câu chọn đúng này, mà chúng ta phải chọn trong thời gian giới hạn nữa, đúng không? Chạy đua với thời gian nữa. Thì tất nhiên ở đi thi N3 chẳng hạn ấy, chúng ta tách ra cái phần mojigoi, sau đó là bưng bô đọc cai, sau đấy là chô cai. Thì hết cái phần đầu là mình nghĩ là không đến nỗi là không không bạn nào là thiếu thời gian đâu,
đúng không ạ? Nhưng đến những phần ngữ pháp và nghe đọc hiểu ấy, đúng không, thì chúng ta phải cân đối, nó không là rất dễ là chúng ta sẽ chấp một vài bài đó, đúng không ạ? Rồi câu số 3 các bạn chọn số mấy đây, xem nào, xem có tỉnh táo không nào. Rồi comment nhanh lên, đúng không, đã câu nó dễ hay như nào chúng mình phải cố gắng comment nhanh, hay nào bạn thì phải comment nhanh hơn một chút, đúng không ạ? Rồi chính xác, đơn giản thôi, khi mình dọn phòng thế là mình phát hiện mình thấy cái lòi ra, đúng không, cái album cũ từ hồi còn cấp 3. Chuẩn xác, câu này cho điểm nha. N3 trên xe lịch livestream trên xe đang vào thứ bảy các bạn nhé. Các bạn theo dõi nhé, cập nhật những cái, hoặc là bạn nhắn tin trên xe, hoặc là bạn cập nhật những cái thông tin ở trên fanpage của cô xe hoặc của trên xe nhé, để có thể cập nhật cái lịch livestream ạ. Rồi chính xác đúng không? Okashi đúng không? Kỳ lạ buồn cười. Kibishi là những Mai Lan trên xe kibi chic này đúng không? Cô Lan không hề khó tính đúng không? Shichikoi, bạn biết từ shichikoi là gì không? Dai dẳng đấy, anh nào mà cứ tán cổ đấy mà cứ trồng cây si đúng không, ngày nào đến ngày nào cũng tặng quà tặng hoa các thứ chẳng hạn, mua trà sữa các kiểu đúng không, đấy rất là shichikoi đúng không, rất là dai dẳng các thứ chẳng hạn đúng không, đeo bán mãi đúng không, hoặc là các bạn mà đi mua hàng ấy, các nhân viên cứ liên tục gọi điện cái thứ anh chị ơi giảm rồi giảm giá này kia chẳng hạn ấy đúng không, chị chứ có cự sự sư mê là đấy được đúng không, đấy được mời cứ liên tiếp thì nó là chị coi ấy. Mùa này thì rất hay bị kiểu như là dai dẳng về về cảm cúm cái thứ chẳng hạn đúng không, chị coi cà rể những cơn cảm cúm dai dẳng nhá, thì đáp án chính xác sẽ là số 3 nha. Lịch là chào Hiệp Giang, lịch là hai của Sensei đang vào thứ năm nhá. Rồi tiếp theo mình đến với câu số 4 nào. Kesa Takami ni nani nani chimun no sugata o mite orokimashita. Ồ sao thế nhỉ? Đúng không? Nào câu tiếp theo của chúng mình. Sensei làm sao? 5 năm Sensei vẫn nhiệt huyết. Sensei nhớ bạn Tiến này đi bạn. Vẫn thế đúng không? Vẫn nhiệt huyết. Còn gì nữa? Khen nốt đi nào. đúng rồi, cái thời điểm Sensei, cái thời điểm mà bắt đầu có trào lưu livestream đúng không? Đấy, được đồng hành cùng các bạn, mê luôn. Mê luôn cái việc livestream mà luôn được tâm tình tỉ tê của các bạn, đúng không ạ? Nào, Nga ơi, giúp Sensei comment cái số tử ở câu đó nhé, để mình biết xem là bạn đang chọn cái đáp án đó cho câu nào, đúng không? Chứ mình đang nhìn thấy không biết là đang câu nào luôn. Nào, câu số 4 của chúng mình, các bạn đã chọn được chưa nào? Câu số 4 các bạn ơi. Làm nhanh phần này để chúng mình sẽ đến với phần đọc hiểu nhá. Nên quyết tâm thử thách đọc hiểu của các bạn. Có ai ngại vào đọc hiểu không? Có những bạn nào thi N3 lần thứ hai hoặc là ví dụ như là lần đầu học và thấy đang ngại phần đọc hiểu không ạ? Rồi, câu 4 các bạn chọn gì? Đâu rồi? Hãy comment là các bạn đâu rồi? Nó bị ẩn đi sao mà Sensei lần này thấy comment bị chậm với nhỉ? Rồi, Quỳnh Nhai comment trên xe xem câu 3 bạn đang chọn đáp án 3 là của câu mấy ạ? Đó. Buổi sáng dậy mình soi mình trong gương, cái từ này sẽ là sugata. Đấy, trong một câu thôi nhưng mình không chỉ dạy đúng cái từ đấy mà mình sẽ muốn nói cả những chữ Hán khác nữa nhá. Đúng không? Mình soi thấy hình dáng mình trong gương giật hết cả mình, không hiểu hình dáng thế nào mà giật mình, đúng không? Rồi, chính xác câu này là sẽ là từ utsuru và chia thành utsutta. Nhìn thấy chưa ạ? Nhớ, cái từ này, cái từ utsuru nó có thể có 3 cách đọc, 3 chữ Hán cơ. Nó là chữ tạ, nó là chữ ánh, nó là chữ di, đúng không? Đấy, tùy vào nghĩa nhé, trong trường này là chiếu vào trong gương, đúng không? Thì nó sẽ là chữ ánh ấy, nhìn thấy chưa? Đúng không? Thì chăm chậm ra bài số 4, chính xác, đúng không? Thấy bóng hình mình trong gương, soi trong gương, chiếu trong gương, đúng không? Mà mình cảm thấy vô cùng là giật mình, đúng không ạ? Arawasu, đúng không? Nó là chữ biểu và là chữ hiện các bạn nha, hiện hiện ra. Shimesu, đúng không? Nó là chữ chữ thị, biểu thị này. Sashi đúng không? Sashita đúng không? Nó từ sasu ấy, sasu ấy các bạn ơi, đúng không? Nó là chiếu nhưng mà kêu như là che ô chẳng hạn ấy, đúng không? Hoặc là tra tức mắt, từ này rất nhiều nghĩa nha. Trong trường hợp này đáp án sẽ phải là số 4, utsuta, chuẩn xác. Rồi, trước khi chúng mình đến với câu số 5 nào. Hayashi san wa kabe ni nani nani aru poster o mite iru hito desu. Câu này hôm nay sao nào mà tự nhiên này câu dễ dễ nhỉ? Xem có bạn nào mang tên lúc đến giờ không nào, xem có sót mấy câu nào không ta. Rồi, câu 5 mình đang nhìn thấy các bạn chọn phương án 3. Đúng rồi, ô, cái từ này của N4 hay sao ấy. Đó, N3 đôi khi nó có nhẹ nhàng lắm, nhưng mình để ý một chút, mình cày đề thật nhiều là mình sẽ ghi nhớ thôi. Nó hồi phục lại cả những cái kiến thức cũ của các bạn từ N4 là 5.
Chứ đời bạn không đến mức quá cao siêu đâu nha. Nhìn thấy chưa ạ? Anh Lâm ấy là cái người mà đang ngắm cái bức tranh mà đang dán ở trên tường kia kìa. Đúng không? Thì nó chính là từ Hari Mart. Đấy, cả cái mắt thì là treo như đây, HT, Harry Mart đó chính là dán nha, chứ tốt tên là lấy này, nhiều từ này nhiều lắm. Cái tên là vẽ viết này, chứ không tên là đọc này, đúng không? Thì không thể, ở đây trong chợp này là đang treo, đang dán ở trên tường nhá, đúng không? Đó thì sẽ là HT, Haru, HT, Haru, để xem bố sáu, mi tê, đự, hì tổ đà, chuẩn xác. Nào, tiếp câu thứ 6 là những câu nào mà nhanh thì chúng mình sẽ, dễ thì chúng mình sẽ làm thật nhanh nhá. Ừ. この商品街のいい店はすべて24時間何何しています。あ、những cái cửa hàng ở những cái con phố mua sắm, khu mua sắm ấy, so, なんか商店街các bạn nhớ đúng không? 商店街の店はすべて24時間đúng không? Sẽ hoạt động 24/24. Ừ biết rồi đúng không? Như đây trong đấy chữ nào đây? Chúng ta có chữ khai rồi chữ nghiệp thì đương nhiên là khởi nghiệp hoặc là kinh doanh gì đấy chẳng hạn. Ừ biết rồi, vậy chọn mấy các bạn ơi? Rồi, Linh Sàng giúp con xe comment cái số tự ở câu nhá. Thì chắc là câu bạn đang chọn đáp án 3 là của câu 5 đúng không? Hy vọng thế, đúng không ạ? Đúng rồi, câu 6 của chúng mình chính là e kiểu, e kiểu. Đó, mấy cái từ rất dễ nhầm lẫn, e kiểu, e kiểu. E kiểu là ảnh hưởng của e kiểu, đúng không? Thì nó mới là chữ doanh và chữ nghiệp và mang nghĩa là kiểu kinh doanh hoạt động 24/24, đúng không ạ? Đó, chữ này cai kiểu thì cũng là kiểu đấy, mở cửa thế nhưng mà nó sẽ mang nghĩa là kiểu khai trương nhiều hơn các bạn nhé. Đấy, khai trương thời điểm nào, chứ còn 24/24 thì chỉ có thể là e kiểu, như thế chứ ạ. Còn đây cai tên đúng không, đấy cũng là open mở cửa nha. Rồi sốt chữ kiểu, những cái này không liên quan, là chúng mình tốt nghiệp rồi. Đúng không ạ, câu 6 đáp án số 1, chính xác. Dễ cái là comment nhanh lắm. Câu 7 nào, tatta bakari no gashukon no nani nani ga warui katta no de shuri ni dashimashita. Đó. Câu tiếp theo, câu số 7 của chúng mình, đúng không? Một từ rất là hay bắt gặp luôn. Chúng mình chọn gì đây các bạn ơi? Câu số 7 nhá. Đó, mà cụm từ trên đây là mang đi sửa ấy. Có từ là shurinidasu, đúng không? Mang đi sửa. Ồ, cái máy tính mà mình vừa mới mua xong, vết tẩm bakari, đúng không? Vừa mới mua tuần trước xong mà bây giờ nó đã hỏng sửa mất rồi. Đó, cố qua để tạo được, cho nên người ta dùng nó về trạng thái thế nào đó. Mà warui katta no de shurinidashimashita. Vậy cô tài quá, câu số 3, à, câu số 7 các bạn chọn mấy đây? Đúng rồi, choshi ga ii, choshi go warui. Từ này có thể dùng cho con người nữa nhỉ? Đúng không? Đấy, em đi ngọc thẻ bất an các thứ chẳng hạn ấy thì máy móc hôm nay nó bị trục trặc, đúng không? Cũng có chugo ga warui các bạn nhà, như đây là sự thuận lợi, đúng không? Đó, hôm nay mình bận việc các thứ chẳng hạn, chugo ga warui, chugo ga ii, đúng không ạ? Jizo, đúng không? Âm ấy là sự tỉnh, mình trình bày cái sự tình do sự tình này kia, đúng không? Đó, có việc này việc kia nên phải nghỉ học gì đấy chẳng hạn. Đúng không? Còn kỳ mừng cũng có nha, đúng không? Thì nó là cảm xúc, cảm giác mất rồi, đúng không? Không liên quan các bạn, đây chính là choshi ga ii, choshi wa rui, những cụm từ như này, chuẩn xác. Tiếp câu 8 nào các bạn ơi. Undo shi yasui youni hayaku nobashita ita kami o nani nani shita. Nào ba nó lạ lắm các bạn ơi. Thế mà không mang tên nữa thì thôi nhờ. Các bạn hãy comment cho Zen nếu những phần này, những phần từ vựng này đúng không? Mình đang làm một series cũng được khá khá những cái video. Các bạn có thể xem ở trên YouTube lại nhé. Cũng có thể xem lại những cái livestream ở trên fanpage của cô Zen chẳng hạn ấy. Các bạn tìm lại phần trực tiếp ấy là sẽ ra những cái một lần những cái video N3 mà Zen đã livestream rất nhiều phần từ vựng rồi. Đó, thì sang tuần là mình sẽ định đổi chủ đề một chút, đúng không? Thì các bạn muốn Sensei làm về cái series nào để hướng dẫn các bạn những cái phần các bạn đang gặp khó khăn ấy, đúng không? Đó, chứ phần này ôi dễ, em dễ rồi, em mang tên rồi, đúng không? Đấy, 60 điểm em đạt tới 58, 9 rồi, yên tâm rồi. Nếu các bạn muốn Sensei có thể đồng hành các bạn, hỗ trợ các bạn trong cái phần nội dung nào các bạn cảm thấy khó, đúng không? Thì hãy comment để Sensei có thể làm vào những nội dung đấy nhá. Rồi trời ơi, đúng không? Để có thể dễ dàng vận động, đúng không? Thì tóc nó dài ra, nhớ nhất từ này nobashita. Nó mọc dài ra rồi, bây giờ phải cắt ngắn đi. Thực ra cứ vẫn đầu ốm đó, đúng không? Mijikakushita, mình làm ngắn đi, kita, cắt ngắn đi. Chứ không phải là hồ sôi, đúng không? Atsuku, desnep hay là futoi, dame des. Nhanh quá rồi, ok, tiếp. Em xin phép làm lại với, ok bạn ơi, bạn nhắn tin sensei nhá. Bạn nhắn tin bạn vào cái Mylan Sensei Kosei Nihongo ấy, đúng không? Sensei có cái fanpage như vậy. Thì có thể những cái sau khi buổi live chẳng hạn, sensei sẽ gửi lại cho các bạn những cái phần này để các bạn có thể làm lại nhá, đúng không ạ? Từ gần nghĩa, ok. Rồi chào Thanh Sàng, lâu lắm mới gặp. Phần sau, phần sau là nghề của nàng rồi. Lịch livestream thì hiện nay là nếu bạn hỏi về N3 thì tôi đang cố định là thứ bảy hàng tuần. Đó chứ ạ, và ngoài ra tuần sau tôi sẽ bổ sung một lịch nữa, có thể vào thứ tư nhá. Tôi sẽ xem lại cái lịch livestream để báo cho các bạn nha, đúng không ạ? Rồi, ok, từ gần nghĩa cũng sợ à? Netsu
cái lỗi nhá, netsuga desu đúng không? Đó, netsuga de tara, đây là bằng bị sốt các bạn nhá, ga desu. Thế là mình phải đi bệnh viện, ừ biết rồi, đúng không? Như thêm những phó từ nữa để xem đi bệnh viện kiểu gì, đúng không? Nên đi đến bệnh viện đi, netsuga de tara, đúng không? Vậy chọn gì câu 9? Chính xác, hayame ni, chuẩn luôn, nhanh nhanh khẩn trương đi, đúng không? Mau mau mà đến bệnh viện chứ còn gì nữa. Chứ phải tột chứ gen, đột nhiên đúng không, đôn đôn đúng không, đôn đôn là kiểu liên tục cái gì đó nhá, ma mô nắc cự là sắp sửa, đúng rồi, đáp án đây sẽ là số 4. Tiếp nào, đây từ đồng nghĩa đây, vừa bạn nào đòi từ đồng nghĩa thì đây, bây giờ sẽ có từ gần nghĩa đây ạ. Sau đấy mình sẽ sang với phần đọc hiệu nhá, hôm nay mình quyết tâm là phải làm đọc hiệu các bạn. Ồ, dễ phát, ngon lành luôn đúng không ạ. Đấy, hôm nay rất nhẹ nhàng đúng không, khởi động rất nhẹ nhàng với phần từ vựng như này, tí nữa đọc hiểu cũng phải bon bon như vậy nha, rủ nhau về bờ chống rủ nhau ra đạo nha các bạn nha. Misumi no i ue ni hoshi ga kagayaite imasu, đúng không nào, đố bên biết cái này chọn gì đây các bạn ơi. Câu số 10, đó, chính xác, quên mất không để chữ Hán cho các bạn nhở. Đến đôi khi, trong đề thi nó không để chữ Hán đâu, để cố tình làm khó các bạn đấy. Chứ có chữ Hán đôi khi mình dựa vào bộ mình cũng đoán được. Đúng rồi, cái từ kagayaku này nó chính là chữ huy. Huy là hoa, huy hoàng, tỏa sáng lung linh. Đúng không, nên bộ đằng trước nó sẽ có chữ quang luôn các bạn ạ. Trong từ hikaru đây này, đúng rồi, đó. Chữ huy ở phát huy, người ta lại có bộ thủy bộ thủ ở phía trước. Đúng không, phát huy, dùng tay để phát huy ra đấy. Chính xác, này tỏa sáng lung linh là đúng không, trên mặt hồ các bạn nhé, nhìn thấy chưa ạ, đấy trên mặt ao mặt hồ đấy chẳng hạn, đúng không, thì cái ngôi sao đang lấp lánh đúng không, nó phản chiếu trên mặt hồ và tự nhiên lấp lánh ra chẳng hạn, thì nó sẽ là hikate, chính là kagayaku, chuẩn xác, chứ không rung rung nha, đúng không, chứ không bẩn nha, cũng không dừng lại đó, đúng không ạ. Chính xác là bạn sẽ là số 1, chuẩn luôn. Mình sẽ có 5 câu từ đồng nghĩa và sau đó chúng mình sẽ sang phần đọc hiệu. 先週山下さんは巨大な魚を釣りました。 Đó, cố tình không để kanji nha, chứ để kanji là biết ngay đó. Nào, tiếp theo nào, xem các bạn chọn gì. Câu số 10, chọn 1 đúng rồi, và đến câu số 11 nào các bạn ơi. Câu 11, ok, bạn đang chọn số 3. Đó, quên để âm mạng Việt nhờ, đúng không? Không sâu cho bạn thêm âm mạng Việt ra. Như đó, chữ này chính là chữ cự và chữ đại, đúng không? Để âm mạng Việt nhìn rõ quá rồi là chữ đại đấy luôn rồi, đúng không? Rồi, chính xác. Tuần trước ấy, anh ấy đã câu một con cá to đùng nha, đúng không? Kiểu này, nhớ nhá, chữ cự và chữ đại, chữ cự chỉ có hai âm tiết thôi. Đấy nên giả sử nó hỏi trong cái phần kanji thì các bạn lưu ý không có trường âm nha. Cự đại mà, to dã man luôn, đúng không? Đáp án chuẩn xác sẽ là số 3. Chứ làm gì con cá nào nó hẹp, đúng không, được cá dễ thương à, hay là cá đơn giản, đúng không, đấy có nhầm thì nhầm giữa 3, 4 thôi, cá nhỏ cá to còn được chứ, đúng không, thì đây chứ cự đại đại là thấy rồi, nên là chắc chắn là con cá to nhá. Rồi, chính xác. Câu 12 nào, 失敗してもやめないで何回も挑戦したらやっとできるようになりました. Rồi, ok, chúng mình sang với câu số 12 nào. Câu số 12 đúng không ạ. Đó, phần từ vựng đã tốt như này rồi thì nhớ sang phần đọc hiệu, các bạn cố gắng nán lại cái livestream này để xem phần đọc hiệu nhớ, đúng không? Rất ngại thì chúng ta phải làm tìm cách nào đấy để khắc phục nó, xem là chúng mình trong một cái phạm vi thời gian ngắn, cô cho là livestream đây cũng như mình đi thi áp lực về mặt thời gian, đúng không? Chỉ đến 3-4 phút một bài chẳng hạn, đúng không? Mà thậm chí đứa bên này bên cạnh nó có làm vèo vèo ra mình sốt ruột thêm, đúng không? Để xem mình có chinh phục nó không nhá. Rồi, câu 12, các bạn tiến chọn 4, xếp tổ. Ờ, tức là thế nào nhỉ? Dù có thất bại chăng nữa nhưng mình không từ bỏ, mình sẽ set up lại. Ờ, nghe hợp lý nhờ, mà cuối cùng mình đã làm được. Dạ, không có set tổ nào cả. Đáp án của chúng mình đây phải là che, đang có challenge, nhìn thấy chưa? Thử thách lại. Cho sen âm mặt Việt của nó chính là chữ khiêu chiến. Đúng rồi, chính xác, chữ khiêu và chữ chiến mà nghĩa là kiểu thử thách, đúng không? Đã quyết tâm thử thách thêm nhiều lần nữa và cuối cùng đã làm được. Accessu đúng không? Là sự truy cập này. Open là mở, đúng không? Thì xét tội sai nhá, chắc là lỡ rồi đúng không? Nhìn hai đáp án gần nhau, lỡ chọn rồi đúng không? Đáp án phải là số 2. Rồi ba, mai o hashite ita kuruma ga ikinari tomatte butsukatte shimaimashita. Câu số 13, xem chúng mình chọn gì đây? Câu 13, ở bạn Quang Huy comment rất nhanh, đúng không ạ? Ikinari, cái xe mà chạy phía trước ấy, đúng không? Nó thế nào dừng lại, thế là mình đâm sầm vào, đúng không? Butsukatte shimaimashita, đúng không? Đấy, tức là hai cái xe tông nhau.
Đó, câu 13, đúng rồi, chữ Ukkari, nó hay đi với Ukkari wasuremashita. Ồ, tôi lỡ quên mất tiêu rồi, quên mất lịch livestream của cô Mai Lan mất rồi, đúng không ạ? Hajime ni, đúng không, thì nó là lần đầu tiên. Itsunomanika, không biết tự bao giờ, đúng không, đang xem cái livestream của Mai Lan xem mà ngủ, không biết tự lúc nào nó ngủ sừ mất, đúng không, Itsunomanika, etonete shimatta. Nhưng không, ở đây là gì đây? Đột nhiên, đúng không? Bất ngờ, bất thình lình. Đúng rồi, chính xác, nó dừng lại, thế tông sầm vào nhau. Đúng rồi, đáp án chính xác ở đây sẽ là số 4. Chuẩn xác. Ừ, đấy, ngon lành nhá. Thêm câu nữa nè. Sai kinh jinko ga. Tôi làm cái gì bạn ơi? Kiểm tra kanji trước nhá. Shite kite dare mo sunde nai. Akiya ga fuete imasu. Đó, kiểm tra cái kanji nhé, xem trong câu số 14 mà cái phần mình đang vôi vàng rất là sắc nét ở đây, đúng không? Xem các bạn đọc là gì nào. Câu 14 nào các bạn ơi. Đã xong đấy mình sẽ sang với phần phần đọc hiểu nhá. Rồi, câu 4 chọn gì đây? Xem nghĩa của nó là gì nào? Đúng. Đương nhiên là dân số, chắc là nhìn thấy chữ giảm và chữ thiểu rồi đúng không ạ? Mà đọc là gì? Gensho các bạn nha. Gensho shite kite daremo, đúng không? Thậm chí có rất nhiều những cái nhà mà không có ai ở chẳng hạn ấy, đúng không? Đấy, hoàn toàn không có người sống ở đấy chẳng hạn. Đúng rồi, đáp án đây chính là đó, dân số mà, đúng không? Chứ không phải cái cửa để mà nhà đâu nhá, nhà nhiều với nhà ít đâu nha, mà liên quan đến dân số là con người. Và Gensho là giảm thiểu, đương nhiên là ít đi chứ không nhiều lên. Chính xác các bạn sẽ là số 2. Chuẩn xác. Ok. Nha, yeah, chị câu cuối cùng của chúng mình đúng không? Trong cái phần từ vựng khởi động để chúng ta đến cái phần đọc hiểu các bạn ơi. Mitsukai shikan ni tsukuta mono dakero kanojo no sakuin wa nani nani datta. Đó, chữ này sẽ đọc là migoto. Migoto datta. Trong một khoảng thời gian ngắn đúng mà làm một cái tác phẩm như thế này, thế nhưng mà tác phẩm của ấy rất là thế nào. Đó, nhìn thì cũng sẽ biết là dịch được câu là mình cũng sẽ đoán được rồi, đúng không? Phần này sao dễ thế ta? Rồi để đến xem á, có thấy dễ không ạ? Để đến xem phần đọc hiểu có comment ầm ầm như vậy không? Tí nữa không chỉ làm đọc hiểu đâu, mình rất muốn hướng dẫn các bạn về cách dịch, đúng không? Vì các bạn rất lo lắng là dịch không chuẩn, không đúng, rồi em hiểu bài, em cũng hiểu bài mà sao vẫn chọn sai. Đó là do dịch sai chứ không phải là ôm lên nào ba mà, giờ mới biết à? Có mang tên lúc bây giờ không? Rồi, chính xác trong cái cách ngữ cảnh diễn đạt của nó thì biết là ở làm thời gian ngắn ấy thế mà, cái đô mà. Đúng không? Lại là một tác phẩm rất là tuyệt vời, chỉ có mỗi từ không phải kibishi, tác phẩm không có kibishi đâu. Tadashi đúng không phải, đúng không? Mezurashi là hiếm cũng không, mà nó sẽ là subarashi, rất là mỹ miều, rất là tuyệt vời. Chuẩn xác là bạn sẽ là số 3. Ok. Đó, comment phần từ vựng nhiệt tình như thế nào, đúng không? Đó, hăng say như thế nào đến với phần đọc hiểu chúng mình comment như vậy nhá. Đó, phần đọc hiểu của chúng mình đây. Em sợ đọc hiểu, thế thì phải xem chứ còn gì nữa, hay sợ đến mức là mình nhất định che mắt lại, thế đọc hiểu là phải trốn đi luôn. Đúng không? Đấy, sợ có nhiều kiểu, sợ mình vẫn phải đối mặt với nó, hay sợ là mình né tránh nó luôn. Đó, nó xem bạn ở mức độ nào, nhớ, bạn xem bạn thuộc kiểu nào. Rồi, ok, chúng mình đến với câu số 1 của phần đọc hiểu các bạn nha, quay trở lại với câu số 1 đây này. Đó, chớ, cô sẽ nói 3 bước để chúng ta làm bài đọc hiểu. Thứ nhất, phân tích câu hỏi. Đấy, có những lúc luôn phải nhớ là mình đang trả lời cho câu hỏi nha. Được chưa? Bước thứ hai là mình sẽ khoanh vùng lại, và đôi khi đoạn văn ấy thì nữa mình sẽ cho bạn làm bài trung văn nữa. Thế thấy là trung văn đôi khi còn dễ hơn đoạn văn. Đó, rất nhiều các bạn học viên của Sensei đúng không? Khi học các lớp luyện đề hay là khi học những lớp của Sensei đều và bây giờ đã thao túng hết rồi. Trời ơi, em không còn sợ trung văn với trường văn nữa. Đúng không? Dám lao vào làm rồi các bạn ơi. Đúng không? Thế bên này có khoanh vùng đâu? Thế trên mạng hay là trên các video người ta hay bảo là một phát ăn luôn này, đúng không? Đấy, chọn nó trên xe với xem có một phát ăn luôn được không? Phải đọc mà. Bạn đọc hiểu của chúng mình là đọc cai là đọc và hiểu mà, đâu phải là tiếp đâu. Tiếp chỉ là một phần, sẽ để giúp các bạn là có thể chọn nhanh hơn một tí thôi, chứ còn để chọn đúng, bạn chắc phải là dịch. Nhớ chưa? Đó, em không kém đọc hiểu. Ok, thì bây giờ chúng ta thử làm đây xem sao nhá. Các bạn nhìn thấy rồi đúng không? Đấy, mình sẽ thử thách một chút, đúng không? Với cái phần đoạn văn khởi động một chút thì mình để cho các bạn làm ra. Đấy, làm cho có Shikashi. Dạng bài của chúng mình là tại sao cái nhân vật tôi ở trong này người ta lại nghĩ là gì đây, đến Nhật và người ta cảm thấy rất là fushigi. Nhớ về cảm xúc người ta nhá. Đúng không ạ? Đó, xem các bạn chọn mấy xem nào. Nhanh phết nhờ, đúng không? Xem có chính xác hay không nhá. Và để cho những phần khác nữa nào. Ừ, chọn 2. Ok. Xem đúng không ta? Nhanh nhờ. Đó, các bạn làm trong vòng bao nhiêu cô nhìn đấy, chắc cô để mới tầm 1 phút cho mấy. Nhớ, hay làm rồi? Làm gì có chuyện làm rồi, chắc chắn là chưa làm. Bài nhanh thì có thể đọc dễ đúng không? Đó, như mình hướng dẫn là cách dịch nữa nhá. Không sao, đó rất nhiều bạn chọn hai.
Đấy, ngay đầu tiên đúng không? Lẽ ra trong phần của chúng mình ấy, chúng ta khoanh vùng kiểu gì? Đúng không? Chúng ta tiếp kiểu gì? Vì ngay từ đầu tiên nó có à, lúc mà tôi đến Nhật tôi đã từng cảm thấy rất là kỳ lạ. Đúng không? Thế kỳ lạ nào? Phải đọc cả đoạn sau chứ còn gì nữa. Đúng không? Chia câu ra, chờ mình sẽ phân ra cái này để chia câu bạn sẽ hình dung nhá. Các câu ấy các bạn đừng nghĩ nó phức tạp gì cả. Đúng không? Chia câu mình sẽ cố gắng quy hết về câu của N4 N5 cho các bạn này. Và một ngày nào, mẫu câu chỉ là V đự tố, khi thế này thì tôi đã thấy thế kia. Đó, khi nào các bạn học cách cầu dịch nhanh với sensei nhá. Đừng đọc lên, không cần phải từ từ em đọc đã. Đủ hi quả ta chi ga mỉ chiếu không không không. Mình muốn các bạn nhìn vào những cái dấu hiệu tách câu, sau đó mình dịch từ cuối lên. Tiếng Nhật của chúng mình là dịch từ đằng sau mà, còn tiếng Việt của mình là cứ từ trái sang phải. Quên cái ngữ cảnh tiếng Việt đi, phải dịch tiếng Nhật, nhớ chưa ạ? Đó, khi mà đúng không? Rồi, khi mà mình đi bộ trên con đường thì mình phát hiện, mình nhìn thấy một cái máy bán hàng tự động. Ok. Tiếp theo mẫu câu lại là N4 tiếp này. Vì thế này nên mình đã làm thế kia. Vì làm sao? Vì thấy rất là kỳ lạ, thế là mình đã mua một cái chai nước, lon nước ở trong đấy. Ipong đếm những cái cao cao, thon thon dài dài, nhìn thấy chưa? Lại tiếp tục, đúng không? Đấy, khi mình thế này thì trong lúc thế kia mình lại thấy có cái nọ. Đó, mẫu câu rất là chia câu ra, bắt đầu dễ hơn không? Khi mình vừa đi vừa uống thì trong lúc mà mình vẫn chưa uống hết thì lại tiếp tục thấy một cái máy bán hàng tự động tiếp theo nữa. Nhìn thấy chưa? Ok, tiếp này. Ơ, thế thì ai uống nhỉ? Ơ, tức là tôi nghĩ rằng thì mà là, đúng không? Nghĩ hai cái, ô ai mà uống như thế này ta? Đúng không? Ơ, tức là người Nhật chủ ngữ theo này. Ô, người Nhật người ta rất là gì? Thích cái gì đấy? Ồ, thích trà và cả thích nước hoa quả đến vậy sao? Nhìn thấy chưa ạ? Đúng rồi. Mà tiếp theo lại vì, đúng không? Mà trước xong cái vì đấy có tề mố N4N5 đúng không? Dù đi đến đâu cũng đều thấy thế, nên là ôi lúc nào tôi cũng cảm thấy sao mà kỳ lạ thế. Nó vẫn cứ giữ trong lòng mãi cảm giác Fushigi đó. Vậy Fushigi ở đây nó là cái gì? Nhìn thấy chưa ạ? Đó, từ đầu tiên bước 1 bạn làm rồi, bước 2 bạn cũng làm rồi. Và đến bước 3 nữa, đúng không? Cũng quan trọng không kém là phân tích 4 cái đáp án của chúng mình. Nhìn thấy chưa? Đó, nó cũng là một câu chứ phải không phải từ vựng, không phải ngữ pháp nữa. Đúng không ạ? Ví dụ câu 1 chẳng hạn nhá. À, người Nhật, ừ đúng có người Nhật. Rồi người ta uống, đúng không? Toàn uống suốt ngày chỉ uống trà với cả gì đây, nước hoa quả. Đúng không? Thì có một cái câu thần chú mà sensei luôn hỏi các bạn học viên của mình khi mà chọn một câu một đáp án đọc hiệu ấy, đó là ở đâu bảo thế, chỗ nào bảo thế. Đúng, nó đọc chỉ mang máng sương sương thì bạn thấy là ừ có xuất hiện trà, có xuất hiện là gì đây uống, có xuất hiện nước hoa quả, có xuất hiện người Nhật. Nhưng đấy, người Nhật của chúng mình là ờ người ta thích đến thế sao, chứ không phải là người ta toàn uống suốt ngày uống cái đó. Không nghĩa đấy, nhớ. Câu số 3 cũng vậy đúng không? Có mê sudashi không? Có, đây này, có từ này đây này. Nhưng mà không phải là gì đây. À, ở Nhật thì có rất nhiều những loại đồ uống nó kỳ lạ. Nếu mà có kỳ lạ đây là ô đúng không? Là gì đây? Vì thấy cái máy đấy, máy bán hàng rượu nó kỳ lạ, anh này mới mua. Chứ không phải là kỳ lạ là cái nước, cái những cái nước uống nó bán nó kỳ lạ, nó hiếm có. Đúng không ạ? Nên số 3 cũng sai. Rồi gì nữa? Là ô những cái cửa hàng mà bán đồ uống ở Nhật nó rất là ít, đúng không? Với cả cái số 2 là gì? Ở những cái máy bán hàng tự động Nhật rất là nhiều. Thì đấy, mata. Lúc ấy thấy một cái, sao lại mata thấy cái nữa? Ô, sao lại uống nhiều sô đô? Đấy, những cái từ vựng như vậy để diễn tả cảm giác của tác giả đang thấy là eo nhiều thế. Và nhiều cái này không phải là nhiều cửa hàng, mà là nhiều gì? Máy bán hàng tự động. Nên đáp án chính xác phải là số mấy? Số 2. Chuẩn xác. Đó. Khởi động, đọc hiểu cũng thấy ngon lành. Rồi bây giờ chúng ta sang bài ngắn. Sẽ là bài trường trung văn các bạn ạ. Nhìn thấy chưa? Đấy, xin lỗi các bạn là trên một cái màn hình ngăn ngắn thế này thì mình không thể nào sâu hết tất cả cho bạn được. Có, đúng không? Thế mình sẽ tạm chia cho bạn sẵn nhé. Thì hầu hết ý, trong đọc hiểu của chúng mình, các bạn đã công nhận với sensei là hầu như trong trung văn, trường văn thì hầu như nó chia theo đoạn luôn. Câu 1 tương đoạn 1, câu 2 tương đoạn 2. Gần như thế luôn nhé, chứ không phải lúc nặng thế. Nhìn thấy chưa? Nhưng đấy, bạn thử xem nào, mình đã rút ngắn bớt đi rồi nhá, đúng không? Những cái đoạn không cần thiết, không liên quan, mình rút ngắn ngớt này rồi. Thì đây, nào thử đến đáp án số 2 cho xem nào. Đọc câu hỏi đã, bước 1. À, người ta đang bô chiêu, đang tuyển dụng những người nào cơ, lướt thật nhanh để tìm cái người đó. Đó, một đây chỗ này thành dài rồi này. Nhìn thấy chưa? Nhưng mình phải nhìn nhớ, đang lúc đọc câu hỏi mình phải chắt lọc thông tin là mình đang cần tìm cái gì. Đúng không? Còn những đoạn trên kia nếu không chứa những thông tin bạn hãy bỏ đi. Đúng không? Mình cũng cho trong một thời gian giới hạn. Với những cái này bạn đã biết buông bỏ phần trên để đọc những cái phần quan trọng thôi là ra được vấn đề. Thử cũng sao nhé. Câu số 2 mình đã cho các bạn thời gian để suy nghĩ và comment đáp án. Câu số 2 nha. Đó, thử comment xem sao. Bước 1 là xử lý được rồi, thì bây giờ đi tìm bước 2 chính là chúng ta khoanh vùng lại xem cái chỗ nào nó chứa cái phần đáp án đấy và sau đó dịch nó. Đúng không ạ?
Câu 2, chọn 2. Ừ, đó. Tiếp đi nào. Chắc chưa? Càng những bạn nào sợ đọc hiểu ngay đấy, các bạn thấy không, đúng không, bao giờ đọc hiểu cũng rất là ngại, trốn luôn, đúng không? Đấy, ui dù kanji em biết, từ vựng em biết, em comment nhanh lắm, nên phần đọc hiểu anh nghe hiểu khó cái là em trốn luôn. Thử sao nào. Hai cần nơ, đúng không, đang thấy hai và ba này, đúng không, dịch chắc nhá, đang đọc xương xương, đọc mờ mờ là chót đấy. Mà nói thêm một điều nữa này, bây giờ cô hỏi các bạn, những bạn đang cứ đang chọn là cô cho đáp án không biết đâu là súng dài nhá, luôn luôn này, dịch đúng đáp án chưa, đúng bốn phương án chưa, là một. Cái thứ hai, chỉ trên xe chỗ nào và thế, đúng không, bạn chỉ bạn tìm được cái câu mà có chứa cái câu bạn chọn đấy là nó sẽ ăn luôn, nhìn thấy chưa ạ. À? Đó, đang có hai phương án cho nên đang nhận được hai cái đáp án khác nhau, đúng không, thì bạn nào chỉ trên xe đây này, nó nằm ở chỗ này này, tự tin hơn rất là nhiều, đúng không ạ. Nhớ lúc mình xử lý bước một cái câu hỏi là gì đây, ô nó đang tuyển những người như thế nào nhỉ, đúng không, đọc đoạn trên qua cái gì đấy, tôi này đọc lướt là lướt nhá, đúng không, đấy đang là tên trồ này, kệ đi không liên quan tuyển dụng, xong tôi thích cái nào đó này, đúng không, đấy rồi tôi tiêu tiền cho cái gì chả liên quan, nhớ phải tìm tuyển dụng cơ mà, tôi cũng chả biết thế nào tính sau nhá, rồi chưa tuyển dụng đâu cả đó, thế là tôi đã nghĩ thế nào thế kia, chưa tuyển dụng đâu hết à, thế là tới đây đúng không, để hiện thực cái giấc mơ trong công việc trong mơ của mình, thế là tôi đã tiến hành đang cả dai bo siêu, anh ấy có bo siêu rồi, tuyển dụng những người đọc đúng không, Yomihito đây này, nhìn thấy chưa, ok, thế đấy, nó nhìn đây trong cái bốn đáp án của mình chẳng có chỗ nào Yomihito cả, thì may quá cái khái niệm này được giải thích cả cho bạn bằng từ tố, thế công nhận với sensei là bây giờ mình chỉ đọc đúng cái chỗ khái niệm là những người đọc đấy là những người như thế nào không đó, thì cái đoạn đầu nó không quan trọng nữa rồi, đọc lướt chúng ta phải đang quan tâm là người ta đang hỏi tuyển những ai, những người nào, thì đấy tuyển những người đọc, những người đọc nào cơ, đọc chính xác chưa để chọn ra phương án chính xác đó, tích cực comment đi các bạn ơi, để xem nào đó, xem là những bạn chọn đúng hay chọn sai nào, đang là câu hai nhá, nhìn thấy chưa ạ. Đấy người đọc ý, ừ nó làm những công việc như thế nào nhỉ, vẫn chưa ra đáp án này, tiếp 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 đây ạ. À. Đó nổ quá, thì trước hết đúng không, yatte itadaku, cái việc người ta sẽ làm cho tôi đó là việc gì, đọc sách, xong nó làm gì nữa, một cuốn cũng được mà trăm cuốn cũng cà mai mà sen, sau đó vẫn chưa thấy công việc rõ ràng là gì đây, vấn đề là cái này này, người ta sẽ viết cho tôi đúng không những cái bài văn đúng không để mà giới thiệu cái cuốn sách mà họ đã đọc. Tiếp nữa chủ ngữ, trong trường hợp đó, mình sẽ sâu cái này cho bạn dễ nhìn nhá, đấy trong trường hợp và những cái bài kiji, những cái bài báo, những cái bưng sộ của người ta mà sugurete được, nó xuất chúng, nó tuyệt vời, nó ưu tú, nó hay ho, thế là tôi sẽ nosema, sẽ đăng tải lên các phương tiện media, phương tiện truyền thông đó. Nào các bạn nào muốn quay xe vừa rồi xe thấy có huy à, chọn hai này, bạn Đỗ Sơn chọn hai này, nhìn lại đến đây xong rồi nhá, đấy cô chỉ dịch đến đây thôi, nếu bạn chọn hai đấy, cô phân tích là bạn sai trước, là những người đúng rồi chính xác, đọc cũng đúng, đọc sách cũng chuẩn luôn, nhưng cô lại hỏi là gì đâu, chỗ nào, cái câu của mình là yonde à, cái được đọc cho bọn trẻ, nghe có phải hay phết, ừ bọn trẻ, nhưng bạn có tìm được chỗ nào đọc cho bọn trẻ không, không có chỗ nào koromo ở đây cả đó, nếu mà bạn đang chọn phương án này là đọc hơi lướt rồi, bạn sẽ không tìm được chỗ nào hết đúng không, đó nên đáp án hai sai nhá. Thậm chí có media không, có, nhưng câu số một của mình dùng dịch như nào, là cái người mà đúng không sẽ xuất hiện đúng không, nhìn thấy chữ DT mà xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đấy và giới thiệu về sách, đúng có giới thiệu về sách không, có cái gì về media không, có, nhưng mà người ta đọc báo, người ta viết à, người ta đọc sách, người ta viết review điều dễ đi, xong những cái bài hay, những cái bài báo đó được đăng tải lên những phương tiện truyền thông chứ không phải là bản thân cái người đó xuất hiện trên truyền thông đó, những cái đáp án sai nó tạo ra đáp án sai kiểu như vậy đấy, nó làm các bạn rất dễ bị nhầm đúng không ạ. Rồi câu số 4 của chúng mình đi, đúng không, mình sẽ có bài báo xuất chúng không, có, đúng không, có đăng tải lên các phương tiện truyền thông không, có, đúng không, nhưng nó sai ở chỗ nào, nó là sagashi, mình không tìm mà bản thân mình phải viết ạ. À, nhìn thấy chưa, đấy nên câu số 4 cũng sai, vậy đáp án của chúng mình phải là số mấy, đã loại được 1, 2, 4 rồi chắc là số 3. Số 3 là gì, ố và ní, mình đưa những cái nội dung của những quyển sách mình đã đọc và đưa lên thành một cái bài văn, nhìn thấy chưa, bài văn xuất chúng đấy thì là thế đấy, tuyển được xuất chúng thì được đăng tải lên các phương tiện truyền thông, thấy chưa ạ. Vậy bản chất cô nghĩ là từ vựng không nhiều nha, mặc dù đưa slide đây thì cô không để phần furikana phía trên, nhưng mình nghĩ là các bạn hoàn toàn đọc được, hoàn toàn hiểu ý bài, nhưng mà đấy đến lúc mà chúng chọn phương án là chúng ta lại dễ nhầm như vậy đó, đúng không ạ. Rồi ok, tiếp
Câu số 2 vẫn của cái bài này các bạn nhé. Nhìn thấy chưa? Cái hay của phần trung văn và trường văn đó là ba câu nó cùng về một chủ đề của một bài, là mình có cái sự sâu chuỗi. Chứ bốn bài đọc ngắn ở cái phần phía trước bản văn chẳng hạn ấy là bốn chủ đề khác nhau. Chưa kịp nảy số xong bài thứ nhất tôi đã xong bài thứ hai mất rồi. Nhìn thấy chưa ạ? Đúng không? Donoyona, xin lỗi các bạn nha. Đấy, Donoyona cô đang gõ nó bị sai mất đây này. Đúng không? Như thế nào nhá? Donoyona. Nhìn thấy chưa ạ? Xin lỗi các bạn, rất xin lỗi các bạn về lỗi trích giả này nhá. Đấy, được quyết định như thế nào? Đúng không? Đó, Moro King Goku wa Donoyona ni desu ne, đúng không? Kima da ka. Câu số 3 đi, nhớ nhá, đây là câu số 3 nha. Câu số 2 của phần trung văn nhưng nó là câu số 3 trong cái chuỗi đọc hiệu của chúng ta. Đấy, lúc này, cái đoạn lúc nãy mình đọc rồi, đấy, cô cố tình để ở đây rồi, các bạn nhìn thấy chưa? Thì mình đã có cơ sở, mình đọc phần này rồi. Mình đọc lúc làm câu 1 là mình đọc phần này rồi. Thì bây giờ đoạn thứ 2 nó liên quan tiền, chỉ đọc đúng hai dòng này thôi. Các bạn thấy chưa? Khi mình khoanh vùng được là liên quan hỏi về số tiền nhận được, thì mình sẽ phải đọc lớp này là một này. Mà cái đoạn có chứa số tiền lúc nãy thì đấy, giờ trên này mình đọc được 3 dòng đầu rồi. Bây giờ chỉ còn dòng rưỡi à? Thôi cứ phóng khoáng cho thành 2 dòng. Đó, các bạn thấy không? Làm gì có đoạn văn là chỉ có 2 dòng, mà đọc vất vả mãi mới ra. Như đấy, cái này chỉ cần có 2 dòng là ra đáp án. Nhưng phải đọc chính xác, dịch thật chuẩn nha. Đúng không ạ? Nào, kotaite kudasai. Đáp án số mấy đây? Trả lời nào, bạn Xuân Lâm, bạn Tuấn chọn số 4 chắc chưa nào? Đấy, bây giờ mấu chốt của chúng mình là ai tìm được nhanh hơn là 1, và ai dịch được chính xác hơn là 2, đúng không ạ? Rồi, chào bạn Liên Hoa, bạn đã chọn số 4 đúng không? Các bạn đang chọn số 4. Ok, thì dịch lên nhé. Coi như một để trả ơn đi, đúng không? Để cảm ơn cho cái việc người ta đọc, người ta viết báo, đăng tải lên. Thế thì sẽ làm sao? Nó có một cái system, đúng không? Đấy, có một cái hệ thống là tôi sẽ trả, trả tiền. Trả tiền làm sao? Bằng, ngang bằng với cả cái quyển sách mà họ đã đọc. Nhìn thấy chưa? Nó khó hiểu quá để gọi cái tsumari. Đấy, thực ra có cái từ tsumari, sunawachi, yosuru ni, đúng không? Là những cái từ tóm lại là... Nhìn thấy chưa, bạn đọc vế trước cũng được, đọc vế sau, nếu cái trước khó hiểu quá đọc phía sau, chỉ cần một trong hai vế là được. Tức là gì đây, đúng không? Cái khoản tiền của cái quyển sách đó sẽ được ta đã là miễn phí. Nhìn thấy chưa? Vậy đáp án là số mấy? Bạn Bảo Thi chọn 3. Thi vừa có comment ở trên kia là em sợ đọc hiểu lắm, đúng không? Số 3 bạn đọc cũng sẽ xem nào. Không sao cả nếu bạn chọn số 3. À, cái số tiền bạn được nhận sẽ là gì đây? Được mặc định đi, được quyết định trong gì đây? Trong một lần. Đấy, cô có một cái câu thần chú ấy là chỗ nào bảo thế, bạn có tìm được chỗ nào là bảo là gì đấy sẽ được nhận một lần không? Ekanimurai do kingaku ga kimatte do. Chỗ chỗ nào bảo thế không nhỉ? Đó, bạn Linh đang chọn nờ đờ là phương án nào đấy hả Linh Sang ơi? Đúng không Thi ơi? Thi cứ thử làm mà xem nhớ, đúng không? Đấy, bạn đọc bài, bạn dịch bài như ở trên câu như xe không? Để cảm ơn người ta sẽ trả số tiền giống với cả cái quyển sách mà người ta đã đọc. Tức rằng là gì đây, cái quyển sách đấy, đúng không, cái giá tiền, cái số tiền của cái sách đấy sẽ được ta đà, có biết từ này không ạ? Đó, nếu không biết từ này thực ra bạn dịch một trong hai vế, vế A phía trước Chumari hoặc vế B đằng sau Chumari cũng có thể ra được, chứ không phải út tại vì từ ta đà không biết, đúng không? À đấy, ok, bạn Nguyệt Phùng chọn số 2, ok nhá, nghe hay lắm này. Càng đọc nhiều sách thì càng nhận được nhiều, đúng không ạ? Nghe hợp lý đấy nhở? Đúng rồi, đọc nhiều sách nhưng mà oku no hong no yome ba oku mo ra. Nhìn thấy chưa? Cô lại hỏi dù nghe dịch nghe có vẻ về lý thuyết, nghe có vẻ rất hợp lý, đúng không ạ? Đó, thế nhưng mà đâu có chỗ nào người ta bảo thế không? Em lại biết hả? Đúng không ạ? Đấy thì mình biết đấy nhá, đấy phần đọc hiểu mình rất muốn đưa lên livestream cho các bạn, bởi vì các bạn rất là ngại làm phần này. Tự học là bao giờ em cũng đang ôn từ vựng với ngữ pháp và còn lâu em làm đọc hiểu nhá. Đấy, nó còn một tháng ha, mấy tuần trước kỳ thi em mới cuống cuồng lên. Đúng không ạ? Đó, thì rõ ràng nếu mà bạn chọn số 3 là sai này, số 2 nghe rất hợp lý. Nhưng cũng luôn luôn phải tạo tình thần chú, đâu chỗ nào mà đọc nhiều thì được nhiều. Không có, đúng không? Đấy, nó không nói rõ cái đó đấy, còn có thế không thì không biết. Hay là người ta trả một lần không rõ, đúng không? Mà người ta bán phải là số mấy? Phải là số 4. Trước Chumari hay Chumari đều nói rõ là gì đây? Được trả cái số tiền bằng với quyển sách. Tức là gì đây? Sẽ nhận được, có thể nhận được cái số tiền giống hoặc ngang bằng với giá của quyển sách mà mình đã đọc. Đâu? Chỗ nào bảo thế? Thì đây, chỗ này bảo thế. Nhìn thấy chưa? Đúng không? Là một này. Còn chỗ nào bảo thế nữa? Chỗ đằng sau là hai này. Đúng không? Nếu không dịch đoạn trước thì đằng sau, đúng không? Cái số tiền được miễn phí, số cái tiền sách được miễn phí, tức là không mất tiền sách, tức là được trả lúc ấy sách mà mất tiền đi chẳng hạn nhá. Đấy, bạn mà được băng bài lên rồi là sẽ được miễn phí cái sách đấy, tức là không phải trả tiền. Công nhận không? Là sẽ được nhận bằng cái số tiền đúng bằng cái giá của sách đấy, còn gì nữa? Chuẩn chưa? Em đáp án chính xác sẽ là số 4. Còn chẳng nói là nghe có vẻ là viết càng hay được càng nhận được nhiều tiền. Nghe có vẻ hợp lý.
Đúng không? Nhưng người ta không nói thế. Nhìn thấy chưa? Hay không không quan trọng. Chỉ cần biết là thế, bạn được đăng lên là auto bạn sẽ nhận được tiền. Đúng không? Mà tiền này là tiền bằng với giá quyển sách. Ok, có tài quá. Dòng bằng đê. Chính xác. Câu cuối cùng chúng mình nào. Đó, câu này là rất nhẹ nhàng nha. Nhìn thấy chưa ạ? Các bạn thấy chưa? Cả một bài văn dài như phía trước như này này. Chúng ta trở về Meditto gà được. Đấy, đúng cái chỗ gạch chân nó có in vàng cho bạn dễ nhìn thế này. Đúng không? Thì cái Meditto của bạn học sinh đấy là cái gì cơ? Đúng không? Đấy, thế đây chứa cái đoạn này thôi. Thực ra chỉ đọc đúng đoạn này là ra được đấy. Các bạn công nhận không? Hai dòng. Làm gì có đoạn văn nào chỉ có hai dòng như này. Các bạn công nhận không ạ? Đó, thì rõ ràng là đọc đoạn văn ấy nó rất là vất vả đúng không? Có khi phải đọc cả bài mới ra được. Nhưng với trung văn trường văn đúng không? Mình khoanh vùng nó dễ hơn. Vì thường thường gạch chân này, thường thường chỉ thị này, hay là mình đọc cái ý lên mình biết như vừa rồi nó bảo là bô siêu tuyển dụng ai, thế mình tìm cái chỗ tuyển dụng thôi. Mình không mất công đọc sâu chuỗi cả bài. Vì nó chỉ hỏi từng ý nhỏ trong đấy thôi. Mình khoanh vùng nó ngắn hơn, rút bớt thời gian được. Mà ba câu nó còn liên quan đến nhau nữa, đúng không? Tức là mình làm câu 2, câu 3 cũng dựa trên cái ý mình đã đọc của câu 1, cũng dễ hơn rất là nhiều. Đúng không ạ? Nào, ok, câu số 4 nha. Đúng không ạ? Rồi, Thương chọn một, các bạn khác xem nào. Tự nhiên làm sao được, chắc là tự nhiên xem like của Sensei lại biết làm. Không phải tự nhiên đâu, nó có thể quá trình trước đấy rồi, đúng không? Và nên Sensei gợi mở cho bạn những cách mà Sensei thấy nó hiệu quả thôi, nhá. Đấy, nào dịch chỗ này lên. À, cái ứng tuyển lần này ấy là tôi chỉ giới hạn cho những bạn sinh viên đại học thôi nha. Đúng không? Vậy ngay cả đối với bạn sinh viên đấy thì nó nghĩ là sẽ có những cái ưu điểm. Và ngay cả phía tôi là những người chủ cửa hàng chẳng hạn ấy thì cũng có rất nhiều ưu điểm. Thì đấy, người ta có hỏi ưu điểm của nhà hàng là gì đâu, cửa hàng là gì đâu, không quan tâm. Và nhớ câu hỏi của chúng mình là các cái xenomerito. Từ này sẽ bắt gặp rất nhiều nhá. Nếu bạn nào chưa biết thì hãy ghi nhớ đi, vì từ này rất hay bắt gặp trong đọc hiểu. Nhớ chưa? Nó sẽ hỏi về những ưu điểm, đúng không ạ? Đấy, nên bước 1 được. Bước 2, đọc hai dòng này, mà thậm chí không phải hai dòng đâu. Nhìn thấy chưa? Cái dòng đằng sau bỏ đi. Đúng không? Bởi vì nó là chỉ liên quan đến bạn học sinh thôi. Đúng không? Học sinh chính là những người mình đang tuyển dụng đó. Mà tuyển dụng là những người đọc, người ta sẽ nhận được tiền. Đấy, lợi thế đấy, từ lúc giờ chỉ lấy lợi thế mỗi liên quan đến tiền thôi. Vậy tìm chỗ nào có tiền là mình chọn. Các bạn công nhận không? Thì đang chọn 4, ok. Thương chọn 4. Đâu, từ từ á, bây giờ mình nhìn, tôi xin lỗi, xin lỗi. Đấy, comment ở câu trên, xin lỗi các bạn. Comment đi nào. Đấy, cô gợi ý mất rồi. Đọc từ lúc bây giờ chỉ thấy là được đăng lên, rồi sau đấy là được trả tiền. Đúng không? Và đó, đúng không? Đối với bạn, những bạn học sinh mà thích đọc sách, tức là người ta có lợi thế như vậy đó. Còn đằng sau nên liên quan đến là phía cái cửa hàng mà sách mất rồi. À, Liên Hoa chọn 2. 2 này, đúng không? Như cô vừa nói đấy. 2, bạn dịch câu 2 cho xem nào Hoa ơi. Là bạn sẽ có thể đọc sách trong cái khoảng thời gian mình yêu thích, nghe hợp lý. Nghe cũng hợp lý, nhóm Hoa nhỏ. Nhưng đâu, bạn chỉ hiểu xem xe với. Chỗ nào bảo là bạn có thể đọc những cuốn sách đấy trong cái khoảng thời gian mình thích. Nghe có hợp lý không? Nghe thì hợp lý, thế nhưng vấn đề nó nằm ở đâu trong bài? Mình không thể suy diễn em nghĩ thế. Nhưng mà rồi em nghĩ là đọc càng nhiều đúng không thì lại càng được nhận nhiều tiền. Không có chỗ nào bảo thế cả. Mặc dù nghe tiếng Việt có vẻ ok, nhưng người ta không hỏi bạn nghĩ gì, bạn đoán thế nào, đúng không? Bạn nhận định ra làm sao mà tác giả bảo gì. Các bạn công nhận không ạ? À, chào lớn sang Hisashiburi đây. Mình nhớ bạn này cũng rất là chăm chỉ học lớp 5 giờ sáng với Sensei đúng không? Lớp luyện thi 5 giờ sáng free đồng hành với các bạn đúng không? Đó, nên bạn nào chọn hai là Hoa ơi, đúng không Hoa ơi? Thi ơi, comment cho xe nào, cô đang chờ comment của Thi đấy. Vì nếu bạn nào càng sợ thì Sensei rất mong chờ những cái đáp án của các bạn ấy. Xem phương án là gì. Như này chưa? Thì rõ ràng từ lúc mà người ta liệt kê mỗi cái yếu tố về tiền thôi. Còn nó có được lợi về cái việc là gì nhỉ? Đọc được trong khoảng thời gian mình yêu thích hay không? Hay có thể đọc sách ở những cái gian độ, tức là những cái lĩnh vực khác nhau hay không? Hay là có giúp làm tăng doanh thu về sách hay không? Chả biết. Đúng không? Có thể có thật nhưng mà trong bài này nó không nói đến. Mà không nói đến thì mình không chọn, không suy diễn. Đúng không ạ? Nên đáp án chính xác của chúng mình sẽ là số 1. Setiyaku cử để kỳ đợi tiết kiệm được cái khoản tiền mua sách. Chỗ nào tiết kiệm được như mua sách? Thì được trả cái tiền bằng với giá quyển sách đấy thôi. Hay là giá quyển sách đấy được miễn phí thôi. Bằng ta đà trên mình đọc với thôi. Thấy chưa? Đọc câu 2 nó có tác dụng làm câu số 3 vừa rồi ấy. Nó có tác dụng để cơ sở để mình làm câu số 4 đó. Đúng không ạ? Đề cập mỗi cái ưu điểm này, cái lợi thế này, thế là xong rồi. Chứ còn những cái khác có thể có trong bài chưa đến thì mình không suy diễn. Nhớ chưa ạ? Rồi, cảm ơn các bạn.